kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề lợi ích bất ngờ đạp xe mang lại cho sức khỏe và tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, Danni Jaco, một phụ nữ 52 tuổi người Anh, chưa một lần đạp xe đạp cho tới năm 2008 khi được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chị mới bắt đầu đạp xe đạp. Với Danni, thì đạp xe đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô ấy. Nên từ đây, cô ấy đang vận động các chị em phụ nữ khác cùng tham gia vào môn thể thao vô cùng hữu ích này. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe đời sống.vn 1. Có hiệu quả trong việc hình thành các cơ Tôi đã thấy cơ thể mình có những thay đổi từ sau khi tôi đi xe đạp. Thật tuyệt vời vì tôi đang rất tự tin với đôi chân săn chắc và thon gọn nhờ đạp xe. Đồng thời khi bạn đạp xe thì vai và cánh tay cũng được hoạt động, đặc biệt khi chúng ta đạp xe leo lên dốc. 2. Đốt cháy calo. Diane nói, tôi luôn cảm thấy khỏe khoắn và mạnh mẽ suốt 10 năm qua. Một điều tuyệt diệu là ngay khi bắt đầu đi xe đạp, bệnh sỏi thận của tôi cũng tan mất. Còn với các bạn sẽ thật tuyệt vời. Bạn càng đạp xe nhanh thì càng đốt cháy lượng lớn calo. 3. Giúp các khớp khỏe mạnh. Đạp xe thường xuyên giúp cho cơ bắp khỏe khoắn và linh hoạt hơn, từ đó xương cũng chắc khỏe hơn, hoạt động thuận lợi hơn. Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng mỗi chúng ta cần lắng nghe cơ thể. Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu đau mỏi ở đâu đó, bạn nên nghỉ ngơi và tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia y tế. Việc tập luyện thể thao là vô cùng tốt cho sức khỏe, tuy vậy, bạn không nên tập các bài tập quá sức. 4. Giảm căng thẳng. Bên cạnh những lo lắng về bệnh tật, DNA cũng gặp một số áp lực trong công việc nhưng đạp xe thường xuyên giúp cô ấy thấy bớt lo âu, sức khỏe tiến triển tốt hơn. 5. Cuộc sống chăn hòa Những lúc đạp xe một mình cũng là những khoảnh khắc để đôi mắt và đôi tai được nghỉ ngơi, tránh xa với những thiết bị điện tử như tai nghe. Đạp xe theo nhóm còn được xem là lối sống lành mạnh, giúp mỗi người dễ dàng hòa vào cuộc sống tập thể, cuộc sống xã hội dễ dàng hơn. Còn gì tuyệt vời khi chúng ta có cơ hội được gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Có thể nói đạp xe là cách kết giao gắn kết tình bạn bền chặt hơn chúng ta sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa, mọi người thân thiện với nhau hơn. Sáu, tinh thần thư thái. DNA nói, với tôi đạp xe là môn thể thao thú vị nhất. Đạp xe không chỉ giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe mà còn có rất nhiều niềm vui. Thực sự, đạp xe rất bổ ích và không mất tiền. Bạn có bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình đi làm bằng xe đạp chưa? sẽ rất thú vị bởi xe đạp là phương tiện đơn giản, dễ đi nhất. Hơn nữa khi bạn đi làm bằng xe đạp cũng là cách tập thể dục hàng ngày. Một điều bạn cũng dễ thấy là đi làm bằng xe đạp giúp bạn tiết kiệm được khoản chi phí đi lại đáng kể. 7. Một giải pháp bảo vệ môi trường. Một chuyến du lịch xanh là hành trình đầy lý thú, một hành trình không có khí thải, không có ô nhiễm và bạn có thể cảm nhận được sự quý giá cuộc sống tươi đẹp, an lành mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. 8. Sống tự tin hơn. Xe đạp mang đến cho cuộc sống của chúng ta vô vàn những điều kỳ diệu. Nếu bạn đạp xe với một đội, một nhóm nào đó, bạn cũng sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực từ bạn bè, đồng đội của mình. DNA chia sẻ, trong nhóm tập của chúng tôi có một phụ nữ hút thuốc suốt hơn 40 năm. Tất nhiên, chị ấy cũng không khỏe và tất cả nhóm chúng tôi đã cùng nhau giúp chị ấy tập luyện để không bị bỏ lại phía sau. 9. Dễ ngủ hơn DNA kể, từ khi đạp xe, tôi thấy ngủ ngon giấc. Khi bạn đạp xe nghĩa là cơ thể bạn phải liên tục hoạt động. Điều này hoàn toàn có lợi vì khi đó cơ thể sẽ tự sản xuất ra lượng lớn endorphin, chất dẫn truyền thần kinh trong não có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng và làm chậm quá trình lão hóa. 10. Có tác dụng trong rèn luyện sức khỏe. Những năm trước đây, tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư, nồng độ cholesterol quá cao, chức năng của tim và phổi bị suy giảm. Vì vậy, tôi quyết định đi xe đạp mỗi ngày. Nhờ có chiếc xe đạp mà tôi vẫn sống khỏe mạnh, kiên cường để chống chọi lại với căn bệnh ung thư. Qua lần khám sức khỏe mới đây nhất thì thấy cân nặng của tôi đã cải thiện đáng kể, nồng độ cholesterol ở mức bình thường. Cuộc sống thực sự có ý nghĩa vô cùng vì sức khỏe của tôi đang trong trạng thái khá ổn định và tôi có thể đạp xe liên tục một đoạn đường khá dài lên tới hơn 104 km. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với những lợi ích tuyệt vời của quả nhãn đem lại. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.